Ok, hãy chào bạn đã trở lại với channel mình. Mình là Hạnh Chu Gaming đây. Và clip mình đăng ngày hôm qua cũng đã được 1.000 lượt like các bạn, 1.600 lượt like các bạn ơi. Đó là hôm nay chúng ta sẽ có tập 2 của Hạnh Yên chạy cơ gáp liền các bạn. Đây, Hạnh Yên đang ở trên tòa nhà cao nhất thế giới các bạn à. Chúng ta sẽ có một pha nhảy dù xuống để mở màn cho video này nha mọi người. Đây, không biết người ta có dù không? Cái chuyện đó mình không biết nha. Mình theo góp ý của mọi người trên comment là chúng ta sẽ không độ một bút ma lực nữa, chúng ta chỉ chạy sương sương thôi, chỉ chạy đúng chiếc exciter độ bố sắt lửa của mình thôi bạn đó. Với lại mình không có bắt tử nha mọi người, bây giờ té xe là chết nha, như chưa, bởi vì căng lắm các bạn ạ. Ok, chúng ta sẽ nhảy dù xuống. Hôm nay chúng ta sẽ kinh doanh ở khu vực phía này đi thôi. Ấy chết cha rồi, mình vẫn còn chỉnh mod bay cao các bạn, chỉnh mod bay cao nó không bung dù được mọi người ơi. Xin lỗi anh em, xin lỗi anh em. Ý, lên quải thiệt chứ, anh gáp mẹ chỉnh lộn anh gáp. Ý, anh gáp siêu nhân bạn. Đây, để chạy nhanh thôi bạn ơi, chạy có gì khách nó đủ, nó vịt tiền mình còn mà gượng kịp các bạn à. Đó, chứ không vậy đó. Đi đây, bye bye mọi người. Ôi, chết mẹ, không có dù rồi. Từ, đeo lại cái dù bạn ơi. Má ơi, quải thiệt chứ, quải cho anh gáp thiệt. Đây, để mình lao xe xuống mày ơi, chúng ta sẽ lao chiếc xe xuống rồi mình sẽ nhảy ra khỏi dù. Ở đây chiếc exciter của mình, để hôm nào mình làm clip review xương xương cho anh em xem. Mà thôi anh em coi giờ cũng biết nó review sao rồi, nó chạy sao rồi, khỏi cần review nó có dù đó. Nhìn sẽ chạy xuống rồi mình bung dù ra nha mọi người, đội nón vô. Mẹ anh gáp, mẹ có tâm biết hệ mặt trời đó bạn. Lên, wow, nhảy dù quá, bỏ xe bạn ơi, bỏ xe nhảy luôn bạn, bùm, đó, màn khai trương xe của mình độc đáo mọi người, nhảy xuống bỏ xe mình luôn, xe mình rớt xuống rồi không biết có ổn không nữa, chúng ta phải nhảy đàng hoàng nha mọi người, không có bắt tử đâu, rớt xuống là chết luôn đó, ơi, ê, coi chừng dưới cái cao. À, cánh, à cánh, à cánh, à cánh, à cánh, à cánh. Ây da, ây da, ây da, má chọc đầu luôn. Ây da, mai, hồi máu rồi anh em ơi. Chúng ta, mỗi lần ấy chúng ta phải hồi máu rồi. Hồi cái nhẹ máu rồi. Nè, anh gáp của chúng ta hơn là đội nón bảo hiểm. Mày không đội nón bảo hiểm pha đó là, ây da, leo lên. Không đội nón bảo hiểm pha đó là mày đập đầu gãy cổ chích luôn rồi bạn, kết thúc video luôn rồi. Ui, chiếc đèn cái ngon nguyên các bạn ơi. Đi thôi. Ê, nào kêu gáp hả? Ê, có đứa kêu gáp bạn ơi. Công phu West Minon River Ben Pacific gì đó, LS with HQ. Đó, mình đọc tiếng Anh không biết đọc cái gì nữa. Nhưng mà nói chung là đón khách đi, khách đi đâu không quan tâm. Trình độ tiếng Anh mình là có, nhưng mà mình không thích nói hả bạn. Mình giao tiếp tiếng Anh được với tụi nó mà. Bum gì đó bạn. Ui, đậu mé khách nó đứng bên đây mà lóc bên đây bạn. Mẹ đặt gáp ngu dã man bạn ơi, không biết định vị sao á. Mẹ con nhỏ ê, nói nhà báo bạn, mấy nhà báo mà ngu quá lên em ơi. Trời ơi, chở hot girl bạn, hot girl nhà báo bạn, bóc da bóc mẹ như mày nhà báo gì. Này, hot girl nhà báo gặp mẹ anh chạy gáp may mắn. Ủa, anh chạy gáp phát hiện gặp cô nhà báo may mắn. Hai đứa cùng giao hợp, ủa cùng ta hãy cùng chờ đón xem. Đó, chưa gì là chắc mình nghi báo thiên hạ các bạn ơi. Ôi, ai mẹ đó, đo được rồi kìa. Ê, lên con nhà báo ơi. Không sao, không sao, không sao. Đo được nhẹ, đo được cái nhẹ. Lên. Lên lại em, má giỏi các bạn ơi. Con nhà báo. Ê, con nhà báo giỏi rồi. Má đừng giỏi em mà. Trời ơi, em có exciter này xịn lắm. Cán chân rồi. Dạ. Trời. Sắp tới nhà rồi má ơi. Lên lẹ. Nhà mày còn cách có xíu nữa. Đâu. Lại nhà nó mình bắt trốn các bạn. Nhà nó ngay đây các bạn. Chạy nhanh quá lỡ mày đo được xe tải cái làm ghê vậy. Ui uai. Mẹ con ca mày. Úp đầu vô bánh xe luôn chứ. Hết cho mày là tao chỉ chạy gáp đó. Mày chiếc exciter của mình mày sao ta. Xui xui sao ta. Chạy khách đi.
ơi không trả khách bè ơi, không có khách mày giao tới địa điểm, bị trừ điểm đó bạn, bị trừ sao nữa, chết tôi luôn rồi. Út nút 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 nói em sẽ tơ ngầu mọi người đó, nhìn cái để tướng cái chân y chang như để trên xe tay ga mọi người, không biết sao đá số được luôn đó, độ football sắc lửa bạn nghe tiếng bò không? Ôi ôi lực không, quá lực luôn á, nó dưới cầu các bạn ơi, chắc mày nhảy cầu xuống quá, có cách nào mà đi xuống dưới không bạn, để chạy cái này tốn xăng lắm đó. Trời ơi thông minh không bạn, quá thông minh luôn. Lên đứa nào đi gấp, lên lẹ đi, lẹ mày, lẹ mày, lẹ mày, mình thối nó ra bạn, tin tin thối nó ra, mé mặt quần quỷ màu đó má, má nội này mẹ, đội nó bảo hiểm vô, có đâu bảo hiểm không, lắc đầu rồi bạn ơi, lắc đầu là có bạn, mà nó để nhà bạn, mấy đứa này phải cho bạn nó đập đầu xuống đường cho nó biết mặt, chạy xe mà, ủa đi xe cờ gáp mà không có ý thức gì hết bạn, không có đội nón lên, nó chửi bên kia, má, nghe mày, tao chào mẹ, chạy đi cờ gáp không đem nó bảo hiểm, thấy ghét rồi, giờ còn chửi tao nữa, quay, trời ơi, tí nữa là gà rồi gì hửi gà không quần áo à bạn ơi. Trời ơi em gái ơi làm gái, đằng sau lấy cái nồi cơm đội vô nha. Ok các bạn ơi, chúng ta tiếp tục nào, nãy chế bị màu nó làm những quần bị màu nó nổi quá sao nó không cho chúng ta chơi game luôn các bạn đó. Giờ tiếp tục đi gáp nào, đi dòng sẽ y gái gú gì ở đây, không có gái gú gì ở đây nha, nghe chưa. Trời ơi, đi cái tướng kia trời, đã không? Trời ơi, trời ơi, có chết đi tướng kia, trời ơi, dễ thương thiệt sự, bạn ơi, trời ơi, chế đứng đường nào nha, trời ơi, gáp đi dây gái, bạn ơi, ôi, nhìn em đẹp qua rồi, phá không chế, ôi, chế đó có vẻ phái mình, mày ơi, đó, em biểu diễn, ôi, chạy, mày ơi, thôi đi đón khách đi, bạn, đi dịu gái qua để hung, hùng đu hùng cái gì, hùng cái giải trí các bạn ơi. Rồi nữa rồi gặp khách âm binh nữa rồi, mày đi gáp tao đúng không mày, rồi luôn má. Thôi thằng mập nào đây, đi trong hẻm đi ra bạn, vô tới hẻm đó luôn đã lẹ. Trời ơi lại ông mập mày nữa rồi, nhìn quen quen ta. Trời ơi mày đi đâu sai vậy, đi sân bay ở đi cảng à, ông nội này mày đi đâu sai vậy, hai dập mấy các bạn là gần 4-5 km. Ôi ôi sáng sớm mày đi đâu vậy chú hai ạ? À? Chú hai đi đâu rồi chú hai? Trời xe con độ full bôi xăng lửa chạy hơi bị chất nha chú hai. Siêu xe là đúng lợi nè nè nè, con cà khỉa xe chú hai con nè. Nè nó cũng màu xanh giống con nè chú hai. Mẹ đi cà khỉa siêu xe bạn. Ờ đôi chú hai. Hai sợ quá đội nó bảo hiểm lên luôn các bạn. Trời ơi nhìn chiếc Lambo các bạn. Đi cà gáp mà cà khịa Lambo nè. Ôi da, ây da, ây da, ây da. Ui cà khịa. Cà khịa, cà khịa. Ý, trời ơi. Lambo nó sao chạy lại con chú hai. Đó, chú hai, trời ơi. Con cho chú hai đi cà khịa luôn. Ôi má nó tăng tốc ghê quá chú hai ơi. Bố xăng lửa con hình như là. Ôi ơi cháu lên ruộng luôn chú hai. Chú hai ơi, ôi má nó tăng tốc rẻ, tăng tốc nhanh lên con. Nó kéo nhanh hơn mình mày ơi. Mấy xe nó siêu xe á, nó động cơ nó mạnh á. Mình rồi 4.1 một chí nữa rồi. Đúng rồi, mày quẹo phải, ghẻ trái, ghẻ trái. Ép cho nó đi đúng hướng của mình. Ghẻ trái phải ghẻ phải. Đúng rồi. Đó, để giật này theo mình chơi. Quá tăng tốc nhanh quá mày ơi. Nó phải đi ba lộn đường rồi. Nó kéo nhanh quá. Ghẻ phải. Dừng lại đi chú hai ơi, ấy 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 chở chú hai lúa lên ơi ơi, quạo 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 hả, vui vẻ quạo nha, trời ơi chạy xe vui vẻ quạo ba rồi quạo gì à, chở chú hai lúa đi lên Sài Gòn chơi bạn, gặp siêu xe mà quậy với chú hai coi, con này cũng là con bò thôi, nó không khác gì con bò dưới quê mình, chú hai à nó thôi chứ ẹt xe tớ con nhiều. Nó được cái đắt tiền hơn thôi, giúp được vậy đó. Có gì đâu. Nó sợ con chết thì hợi con đụng bánh xe nó luôn rồi chú hai.
cà kia banh xe luôn, để con cho chú hai rồi nó banh xe rồi. Dạ yeah. Nó banh mới một bánh rồi đó. Dạ dạ, này này quạo bạn ơi, này quạo, này quạo. Không quýnh 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 gì ta, quýnh thằng mẹ chạy xe này nè. Thôi nghĩ ra kệ rồi, chạy chú hai đi làm. Để chú hai đi mới được. Để chạy giờ chú hai chém chết. Nhìn mấy ông chú hai ở dưới quê nè, toàn là dân giang hồ dữ mà. Chứ đâu những mấy thằng chạy xuống xe bạn, ngắt gan chết. Nè chú hai, cho chú hai cản xe lửa nó quay. Má ơi, tí nữa còn chú hai đắp chiếu luôn đó. Game chú hai, trời ơi, thấy cháu chú hai liều không? À, dù là mới quen biết nhưng mà con nghe đã cảm giác có tình cảm chú rất là lâu rồi. Bởi vậy con cho chú chơi, chơi cảm giác mạnh không mà. Chiêu la bùi ni nè, chiêu tàu quả nè. Tí nữa là đắp chiếu hai chú cháu rồi, sao sống nổi. Thôi, ông gai gì, không gọi là chém gió chú hai nữa, chở chú hai đến chỗ đi làm. Chú hai đi vượt biên hay gì ra đây chú hai. Trời đất mẹ ơi, chỗ này con nghi lắm mà chú hai. Chú hai đi vượt biên chứ đâu mà chạy ra cảng làm gì mà mặc bộ đồ này đi bốc vác hả chú hai? Phải không? Vào đây bốc vác kiểu cái đồng phục vậy ta. Nghi lắm rồi các bạn ơi. Chú hai này, chú hai đi buôn lậu rồi. Chú hai làm gì ở đâu rồi? Bóp ốp lát xanh tốt các bạn ơi. Không biết nữa. Wow, chú hai này làm nghề gì đó thấy không? Bốc vác có gọi là đồng phục hết bạn. Chú hai này không ra đây không làm gì đây. Trời ơi má, tới nơi chú hai xuống xe cho con đi chứ. Ngồi hoài ngồi lì vậy. Trời đủ chú hai này. Má chú hai ngáo các bạn ơi. Trả mình nhiêu tiền? 89 đô. Ù không được. Chú hai đi đâu đây? Bye bye. Bye chú hai nha, hẹn gặp lại nha. Có khách đúng không mày? Trời má, khách ở ngoài sân bay trời, vòng qua vòng lại thấy mẹ luôn rồi. Ông chú hai này không đi đâu trong đây á, trong cái vòng ra trong đây làm gì có khách các bạn ạ. Trong đây là cái xưởng sản xuất của cái bến tàu mà, nó chỉ có container thôi đâu có người đâu. Mẹ ông chú hai này cũng làm khổ đứa cháu quá các bạn ơi. 8-9 đồng mà hành tay càng nghĩa xuống xe đó đền là thấy mẹ luôn, hơn là nó bắt đền á. Rồi tí nữa mình tàu quả tông nữa, thiệt tình ông chú hai này đi cờ gáp thôi mà đòi hỏi tùm lum la để thằng cháu phải mệt chết không. Phải dòng xuống nữa ta, cái CBS này định gì đúng không, nó sao bắt mình phải dòng xuống nữa. Đó đi hàng xe thơ full bô xăng lửa bạn thấy không, mạnh giả mang luôn bạn, nhưng mà mạnh không bằng siêu xe bạn. Siêu xe tăng tốc nó cho mình hết khói thấy mẹ luôn. Hàng xe ôi ba nội cha nó bạn, té chết luôn bạn ơi. Đậu xanh gao má, gao má đậu xanh đi chứ. Dạ má tôi chết luôn phải không má, quả gớt này mẹ chắc hơn sọ não luôn rồi. Trời ơi chú hai hại chết con rồi. Đập đầu gì thứ gì chịu nổi không, nó hồi máu lại cái mẹ cái hạng sinh này. Ờ, mấy cua vậy mà quẹt vô được đó trời. Tức đó mọi người. À, đó mới được có 3, sáng giờ có 3 khách rồi. Mà thấy mẹ luôn. Bây giờ các bạn người phải cho mình xin một like nha mọi người. Đủ 1.000 lượt like mình sẽ ra tập 3 nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, hẹn lại. Ủa, hẹn gặp các bạn ở tập 3 nha mọi người. Nhớ 1.000 like là có tập 3 các bạn ơi. Tập 3 dí 1.000 like rồi. Đó. Không biết chúng nào đây. Chạy chú hai lúa đi rồi, giờ tới chủ chú ba lúa hả? Chiếc taxi rồi bạn. Rồi rồi, chú ba lúa luôn chứ không ai đâu, nhìn kìa. Má biết ngay à. Đánh chú ba lúa ơi. Mẹ toàn cách gì đâu không các bạn ơi. Đội nó bảo hiểm không? Giờ cho đội nó bảo hiểm đó. Không là đứa bảo hiểm phải không? Chắc chưa? Rồi chắc rồi các bạn. Má đi xa dữ vậy ta mấy ngày mẹ. Xong đặt gần gần như kế bên này nè, đi cho lẹ. Ví dụ như gần gần vậy đó, lười đi bộ thì đặt tôi nè, tôi chở cho mấy mét xa xôi quá trời. Ui, lỗi. Trời ơi má, đụng chết người đúng lúc có cảnh sát chạy ngang luôn thiệt chứ. Cuộc đời nó đen, đen như chó vậy các bạn. À, đen như cuộc đời, đen như cứt chó vậy rồi.
Đúng, cảnh sát, lúc cảnh sát đang đứng đó luôn. Má có máy bay luôn. Thiệt tình quái gì chứ. Tôi tức mà tôi nhòi máu cơ tim luôn á mọi người. Má nhảy đầu xuống các bạn ơi, xuống mày. Xuống mày. Chữ quân phát nữa, má đáng lẽ tao không tính tiền mày rồi mày chữ tao phát tao gửi cái búa vô mặt mày mới được. Má gặp khách gì đâu không bạn. Má cả đi không trả tiền rồi. Còn bóc dao tính chém nữa bạn, quỵt tiền nè, quỵt với chúng tôi nè, má gáp như mà anh có máu giang hồ nha, anh từng mày đi đập thuê chém mướn chứ bộ, không phải mày giỡn dạng mà hiện lành chất phát đâu. Wow thiệt. Rồi, rồi thằng nào ở trong hẻm ở đây rồi, thằng binh nữa rồi. Má chạy cái kẹt vô trong hẻm đó bạn. Ở bên kia các bạn, hẻm bên kia lộn, lộn đường, lộn đường. Nó đặt gáp nó ra đường, nó đứng không được sao ta. Mấy này mình phải đập nó mấy cái cho biết mặt mới được. Trời ơi trời, má tôi chạy tôi phải chen vô cái hộp gáp để chạy ra đó. Đó mấy bạn coi được không, mấy em coi được không, mấy em nhìn anh nào. Rồi thằng nào đứng ngay đây, thằng nào đâu, trời ơi, đứng ngoài đường mà nó đặt địa chỉ trong hẻm, bà nội cha nữa, đéo chở đi đâu hết á, xuống mẹ đập cái gậy vô đầu luôn. Má nó trời, tức cái trời, để mình lủi thủi vô hẻm nha, nó đang đứng ngoài kia kìa, nó đặt vô hẻm. Ê quýnh chết cha bây giờ, quýnh chết cha bây giờ, quýnh chết cha nè, quýnh chết cha bây giờ. Quýnh chết cha nè, má quýnh cho hai cái các bạn. Gọi lên xe đi. Nè tao nè. Man, you suck. Má, cho ăn bơm quá bạn ơi. Má, mình cho nó một cơ hội nè, bây giờ nè. Mày hối lỗi phải không? Cho mày một cơ hội, mày chạy thoát được cái bơm này thì mày sống. Mà mày chạy thoát thì mày chết. Quá muộn. Quá muộn các bạn ơi. Nó nhảy quá muộn. Đu. Vậy mà cũng còn sống hả? Trời ơi thằng này. Này vậy cũng còn sống hả? Nhảy đi. Wow. Ở đâu? Thằng này đủ. Thằng này mẹ. Ghê vậy. Trời. Cái lũ rạn gì kìa. Trời pha này chết chắc rồi. Đó, sống hộ cái. Trời ơi trời. Bay lên nóc. Bay lên nóc nhà các bạn ơi. Thanh niên nó bay lên nóc nhà các bạn. Để cầm cái ví xuống, cầm cái ví xuống. Cầm cái ví xuống. Để cái ví xuống để làm tiền. Đây. Đây đây đây. Đây. Xuống gấp tiền, xuống gấp tiền. Ủa, 16 đồng. Trời ơi mày. Khách, khách té cũng dạng hip hop kìa bạn. Quá, gặp khách hip hop chán đẹp nuôi mày ơi. Má bó tay luôn. Má hip hop luôn mọi người. Hôm nay mày chạy gáp thật là thú vị. Hôm nay là mày ơi. Dạ ok, video này sẽ kết thúc tại đây các bạn. Nếu các bạn thích mình chạy gáp nữa thì đừng quên kể lại một, để lại cho mình một like và subscribe để ủng hộ channel của mình các bạn. Để lại một like để đủ 1000 like chúng ta sẽ ra tập 3 nha mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều. Hẹn lại mọi người video tiếp theo. Nhớ comment lại ý tưởng của các bạn nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn.